kể từ 7 giờ 30 ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, giá ga bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam được giảm 8.000 đồng một bình ga 12 kg. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp giảm ga liên tục giảm nhẹ với tổng mức giá là 25.500 đồng. Cụ thể giá ga giảm 667 đồng một kg, tương đương với 8.000 đồng một bình 12 kg so với giá hiện hành. Theo đó, giá các loại ga Sài Gòn Petro, Pacific Petro, EFF gas gia đình gia đình gas giao động ở mức 270.000 đến 277.000 đồng một bình 12 kg tại các tỉnh phía Nam. Lý do giảm giá ga được lý giải là do giá ga thế giới bình quân tháng 8 giảm 27,5 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Do đó để đảm bảo để đảm bảo quy luật thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng, các công ty ga điều chỉnh giá ga trong nước giảm theo. Như vậy là liên tiếp trong 3 tháng nay giá ga liên tục được giảm. Người tiêu dùng đang sử dụng ga với mức giá thấp kỷ lục so với 2 năm gần đây. vậy như vậy là giá ga bán lẻ ở tại thành phố hồ chí minh thì đã giảm nhưng mà tôi thì vẫn có thắc mắc là tại sao giá ga lại chỉ giảm ở miền bắc mà lại không giảm chỉ giảm ở miền nam mà lại không giảm ở miền bắc ờ, theo tôi được biết thì là không giống như là xăng mà ga là một mặt hàng kinh doanh theo cơ chế thị trường và doanh nghiệp thì tự quyết định giá ga cho nên là việc giá ga vùng này cao hơn vùng khác là chuyện rất là bình thường không cần đến vùng khác đâu ạ mà ở ngay tại Hà Nội thì giá ga của mỗi cửa hàng cũng khá là khác nhau. Ví dụ như tôi mua giá ga ở một cửa hàng này là 300.000 đồng một bình nhưng sang một cửa hàng khác thì giá ga lại là 340.000 đồng một bình. Như vậy là có thể thấy rằng giá ga dù gần đây có xu hướng chung là giảm nhưng mà việc bán lẻ ga thì khá là lộn xộn. Cho nên nếu người tiêu dùng không thông thái thì vẫn có thể bị mua phải ga đắt hơn tới hàng chục nghìn đồng so với giá trị thực.